Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11 giờ 30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự hội nghị trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông với các tỉnh thành trên cả nước tổng kết công tác năm 2022, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Điểm cầu Cà Mau, dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi. Năm 2022, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 52.300 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2021 và vượt 2,5% kế hoạch đề ra của năm 2022. Lũy kế số tài khoản được active trên hai sàn thương mại điện tử là Spotmark và Giỏ Sò đến tháng 11 năm 2022 đạt 7,5 triệu tài khoản, tăng gấp 7 lần so với năm 2021. Lũy kế số lượng giao dịch trên hai sàn thương mại điện tử là Fastmark và Giỏ Sò đến tháng 11 năm 2022 đạt 1.289.439 giao dịch, tăng 16 lần so với năm 2021. Thực hiện thẩm định hồ sơ, cấp mới giấy phép, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho 90 doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra giám sát đối với 11 doanh nghiệp bưu chính. Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và ngoài công ích, tăng cường thanh kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về cạnh tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá cước bưu chính, xây dựng cổng dữ liệu bưu chính, triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn, hoàn thành báo cáo nghiên cứu xây dựng luật bưu chính sửa đổi. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến tháng 4 năm 2023. Hội nghị đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng khai thác thủy sản, xác nhận chứng nhận nguồn gốc khai thác thủy sản, công tác xử lý đối với tàu cá vi phạm, kiện toàn lại đội kiểm tra liên ngành, văn phòng IUU, kiểm tra công tác chống khai thác IUU. Với quyết tâm cao, Cà Mau đề ra mục tiêu đảm bảo 100% ngư dân nắm, am hiểu pháp luật về quy định khai thác thủy sản, công tác chống khai thác IUU, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá xuất nhập bến tại trạm biên phòng cửa biển, kiểm soát và nắm được nguyên nhân tàu cá nằm bờ, tàu cá mất kết nối, tàu vượt ranh giới, tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU, kiểm soát 100% sản lượng thủy sản khai thác qua cảng cá chỉ định, 80% sản lượng khai thác qua cảng cá tư nhân và các bến cá khác, đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường EU và các thị trường khác, truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. Chấm dứt tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định, cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Qua triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành, hình thức thực hiện cho từng đơn vị phụ trách ở các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện ven biển. Tại cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 2022, các tác giả Cà Mau tiếp tục giành giải thưởng lớn với thành tích đoạt giải nhì và giải ba, cuộc thi không có giải nhất. Đây là lần thứ ba liên tiếp Cà Mau đoạt giải thưởng cao nhất của cuộc thi này. Theo đó, cuộc thi không có giải nhất, giải nhì được trao cho dự án Nâng tầm giá trị con cua Cà Mau của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hiệp và Tiêu Hoàng Phò, và giải ba thuộc về dự án Giải pháp khử trùng bền vững ứng dụng công nghệ điện hóa của nhóm tác giả Quỳnh Công Tấn, Tiêu Hoàng Phò và Dương Thanh Lục đến từ Cà Mau. Ngoài ra, cuộc thi còn có hai giải khuyến khích. Vòng chung kết và trao giải cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, VCCI Cần Thơ phối hợp cùng mạng lưới khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và quỹ Beaconfund tổ chức. Ban tổ chức nhận gần 300 hồ sơ của hơn 900 thí sinh ở các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Qua 3 vòng thi, ban giám khảo đã chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết và trao giải.
Ứng dụng những tính năng tiện ích trong công cuộc chuyển đổi số dựa trên nền tảng mạng xã hội, các cấp hội đoàn thể trong tỉnh Cà Mau đã xây dựng quy trình kết nối, tiêu thụ sản phẩm trên Facebook, Zalo, đưa sản phẩm của hội viên lên sàn thương mại điện tử. Tại huyện Đầm Chơi, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã ứng dụng chuyển đổi số, tạo nên mô hình mỗi tuần một sản phẩm, với kỳ vọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ. Tạo lập gia đình từ con số 0, không đất đai canh tác, không nhà cửa kiên cố, không nghề nghiệp ổn định. Gia đình chị Trần Ngọc Tiểm ở ấp Bờ Đập, xã Trần Phán gặp không ít khó khăn. Để có nguồn kinh tế lo cho gia đình, vợ chồng chị Tiểm phải làm đủ việc, từ đặt rượu, nuôi heo, nuôi vịt, cho đến đặt lúa kiếm cá bán hàng ngày. Cuộc sống gia đình chỉ bắt đầu ổn định khi vợ chồng chị Tiểm chuyển sang bán các loại đặc sản địa phương qua mạng xã hội. Hàng ngày, chồng chị Tiểm phụ trách đi thu mua cá tôm, chị Tiểm thì ở nhà làm mắm, làm khô, sau đó quay phim chụp hình từng công đoạn rồi đăng bán hàng trên Facebook, Zalo cùng các hội nhóm trên mạng xã hội. Rồi thấy nguồn tôm cá ở đây dồi dào cho nên em làm bán thử. Mới đầu tính bán mấy chị em ở dài sớm không à. Cái mấy chị em ăn ngon quá rồi kêu em làm nhiều nhiều bán nữa đi. Cái con nhỏ em nó nói người ta kinh doanh online á, được lắm. Cái nó kêu em đầu chế thử làm thử thôi. Rồi em đăng thử gì đó. Em đăng thử em bán cái... Rồi bán được sản phẩm mình ra ngon cho nên bán được nhiều khách á. Vậy đó, rồi bây giờ mở rộng nhiều nhiều luôn. Nếu như trước đây, chiếc điện thoại của chị Quỳnh Tuyết Phương ở ấp Chà Là, xã Trần Phán chỉ để nghe và gọi, thì nay nó đã trở thành công cụ kiếm cơm của gia đình. Thay vì bán hàng theo cách truyền thống, chị Phương tạo tài khoản trên Facebook, Zalo, đăng hình ảnh các sản phẩm để bán. Lượng khách hàng ngày một nhiều hơn, thu nhập của gia đình chị Phương từ đó cũng tăng cao. Em chỉ nội trợ thôi, rồi giống như em cũng muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho con cái đó. Sau đó em mới làm thêm nhiều loại bánh, rồi em đăng lên mạng, rồi em bán, rồi chỉ nhờ bên phụ nữ, mấy chị phụ nữ qua chụp hình với lại là giới thiệu giúp em trong hội, để cho em là có nhiều người biết đến hơn. Mà với lại nhờ em làm bánh là em đặt cái tâm lên làm hàng đầu, cho nên bánh của em làm được rất là nhiều khách là tin tưởng, cho nên nhiều người ăn sẽ giới thiệu ra được nhiều người. Chương trình giới thiệu mỗi tuần một sản phẩm trên trang Facebook của hội cũng như là trên mạng xã hội thì các chị cũng đã nắm được cái nhu cầu của thị trường, đã biết được thị trường cần gì và các chị cũng là căn cứ vào đó để mà mình cho ra những cái sản phẩm phù hợp và mình giới thiệu rộng rãi đến cho mọi người biết đến cái thương hiệu, cái sản phẩm của mình làm ra. Trước đây chị em chỉ bán trực tiếp cho người thân quen, thì hiện nay các chị em đang làm quen dần với cách bán hàng qua mạng, thanh toán và chuyển khoản. Thì một số chị em mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng bán hàng trên các cái sàn thương mại điện tử, thì từ đó cũng giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo khó khăn trên địa bàn. Bước đầu thì mang lại cái hiệu quả và có cái sự lan tỏa trong hội viên phụ nữ, thì chị em có kiến thức hơn, có cái cách nhìn thay đổi về môi trường kinh doanh hiện nay. Để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm của các chị em hội viên phụ nữ trong thời kỳ chuyển đổi số, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Đầm Chơi thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn chị em cách mở gian hàng, cách livestream sản phẩm, cách viết nội dung về sản phẩm, đăng bán trên nền tảng mạng xã hội thông qua mô hình mỗi tuần một sản phẩm. Với cách làm này, sản phẩm của chị em làm ra ngày càng được tiêu thụ nhiều hơn, kinh tế gia đình cũng từ đó mà ổn định phát triển. Sở Công Thương tỉnh Cà Mau vừa xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu ổn định thị trường cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng giá trị trên 1.222 tỷ đồng, gồm các nhóm mặt hàng dự trữ, chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của một số doanh nghiệp thương mại. Theo đó, có 18 doanh nghiệp, các trung tâm thương mại, siêu thị xây dựng kế hoạch phương án dự trữ hàng hóa kinh doanh tại đơn vị và tham gia kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp Tết Quý Mão với 5 nhóm hàng: nhóm công nghệ thực phẩm, nhóm nhiên liệu bao gồm xăng, dầu các loại, ga, nhóm kim khí điện máy, nhóm nông sản thực phẩm và nhóm sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn, đặc sản của tỉnh. Trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau còn có số lượng lớn hàng hóa của các tiểu thương tại 71 chợ, trên 100 cửa hàng tiện lợi và hàng ngàn cửa hàng kinh doanh tổng hợp dự trữ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Thời gian qua, do hậu quả của đại dịch COVID-19,
một bộ phận doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập và đời sống của một bộ phận người lao động. Để đảm bảo việc làm, thu nhập, nhất là chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 1170 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương, chủ động thường xuyên nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp, kịp thời tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và các cấp chính quyền địa phương, cơ sở tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương thưởng cho người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo công đoàn các cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình lao động, việc làm, lương, thưởng, đời sống người lao động, việc đi lại của người lao động trong dịp Tết để có các phương án cơ cấu lại lực lượng lao động những nơi thừa thiếu cục bộ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp tích cực chủ động duy trì sự ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực duy trì, đảm bảo việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết các chế độ lương thưởng cho người lao động, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, thực hiện nghiêm các cam kết với người lao động theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và các thỏa thuận khác của doanh nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25 tháng 12. Theo đó, Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2019 đã quy định quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Dù là thưởng Tết hay thưởng nói chung thì doanh nghiệp đều phải công bố công khai tại nơi làm việc để cho người lao động được biết. Sáng nay, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau tổ chức kỷ niệm đại lễ đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 103. Trong năm qua, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, hỗ trợ nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phòng thuốc nam tiếp tục được phát huy hiệu quả, khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ nhà cho người nghèo, tổ chức phát cơm cháo miễn phí cũng thường xuyên được thực hiện. Tổng kinh phí hoạt động từ thiện hơn 9,2 tỷ đồng. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Tham gia giải có trên 150 vận động viên ở các cơ quan đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung như bóng chuyền nam, quần vợt, bóng bàn, cầu lông. Với tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, đoàn kết, ban tổ chức đã trao giải nhất môn bóng chuyền nam cho đội Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thới Bình. Giải nhì thuộc về phòng tham mưu và giải ba thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Nước. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn trao giải nhất nhì ba môn cầu lông, bóng bàn và quần vợt cho đơn vị đạt giải. Sáng nay, Ban An toàn Giao thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông học sinh cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2022. Nội dung thi 3 phần gồm tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, giải đáp ô chữ, thi tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông. Ở phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, học sinh trả lời câu hỏi về nội dung an toàn giao thông đã được học trong chương trình trung học cơ sở. Thí sinh bốc thăm chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 4 đội cùng trả lời 20 câu hỏi theo hình thức bấm chuông trả lời. Phần thi giải đáp ô chữ hàng ngang và hàng dọc. Ở hàng ngang ẩn chứa những chữ cái tạo thành đáp án khi được giải mã. Mỗi đội được quyền lựa chọn hàng ngang để trả lời.
phần thi bốc thăm thứ tự giải đáp ô chữ và thi tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông. Thí sinh thuyết trình một chủ đề an toàn giao thông cho sẵn của hội đồng thi và dự thi một tiết mục về giáo dục an toàn giao thông trong trường trung học cơ sở, hình thức biểu diễn tập thể hoặc cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1715 yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đăng ký kích hoạt mua bán SIM. Theo đó, các đại lý điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền trên toàn quốc cần rà soát chấm dứt ngay hoạt động đăng ký kích hoạt mua bán SIM không đúng quy định của pháp luật. Chỉ tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao sau khi kiểm tra, đối chiếu chính xác thông tin của cá nhân tổ chức đến thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các công cụ khác để giả mạo thông tin, chụp ảnh giấy tờ của cá nhân tổ chức để đăng ký thông tin thuê bao di động. Bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.